VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Anh bị câm rồi hả? Anh nói chuyện đi chứ. Anh đang muốn làm gì vậy? Anh làm gì đó? Em về đi, mặc kệ anh. Mẹ em nói không sai một chút nào mà. Mất con mà không thấy anh buồn hay là có cảm giác gì hết. Sao nữa đây? Anh định lập đàn làm phép cho con cá của anh hả? Anh không chôn thì làm sao? Còn chờ mèo của em tới bới hố này ra rồi ăn hay sao đây? Anh đừng có giận, được cái gì cũng đổ lên đầu con mèo. Em làm phẫu thuật cơ thể yếu như vậy, anh không xin nghỉ ngày nào, rõ ràng là anh không muốn chăm sóc em mà. Trái lại còn có thời gian chăm sóc cá. Em thật sự thất vọng với anh đó. Trung Hiểu Cần à, em có biết lý do tại sao anh thà đi làm ở cơ quan cũng không muốn xin nghỉ ở nhà không? Chính là sợ sẽ mâu thuẫn trực diện với mẹ của em đó. Bà ấy cứ gây sự vô cớ hoài. Mẹ em gây sự vô cớ hồi nào chứ? Như vậy mà không gây sự vô cớ nữa hả? Cá của anh vừa chết thì bà ấy đã bưng ngay một đĩa cá lên, là có ý gì đây? Mẹ em cũng đâu có cố ý đâu. Không cố ý chứ gì. Anh hỏi em cá của anh làm sao mà chết? Ai rút điện hả? Mẹ muốn tiết kiệm điện cho nên quên thôi mà. Tiết kiệm điện? Tiết kiệm điện ở đâu mà không được? Sao cứ phải là hồ cá của anh? Không biết làm vậy cá sẽ chết sao? Anh nói cái gì vậy chứ? Tới đây. Chị Trần. Dài dài. Dạ. Hiểu Cần, sao vậy? Cô, cậu có thể xuống dưới nhà rồi trả tiền xe giúp mình trước được không hả? Được. Chị Trần à, chị xuống trả tiền xe giùm cô ấy nha. Dạ được. Sao vậy? Sao tay lạnh quá nè? Thời điểm này không được để bị lạnh đâu đó. Cậu đợi mình chút ha. Được. Mà uống liền đi cho nóng nè. Ừ. Thật ra thời điểm này tốt nhất là nên ngâm mình, nhưng mà tình hình của cậu thì không thể ngâm được rồi. Thử nhiệt độ nước đã. Có ấm không? Sao nữa vậy hả? Cãi nhau với Trần Dữ nữa sao? Anh ấy chọc tức khiến mẹ mình bỏ đi rồi. Mình cảm thấy ấm ức lắm, nhưng mà muốn nói lại không nói rõ ra được. Không sao đâu. Tối hôm nay á, cậu cứ ngủ với mình đi. Đợi chút nha. Các quý ông quý bà, tối nay vô cùng cảm ơn các vị đã tới để dự buổi tiệc tối của thiền trưởng Tần Thương Gia. Các quý ông quý bà, xin chào buổi tối mọi người. Vô cùng cảm ơn các vị tối nay đã tới buổi tiệc tối của thuyền trưởng ở Tần Thương Gia. Sao không điền vào thẻ tâm nguyện này vậy? Thôi bỏ đi, từ nhỏ tôi đã vô duyên với việc trúng thưởng rồi. Giết rồi sẽ càng phiền. Mọi người hãy đem tất cả. Gặp được tôi, có khi sẽ khác đó. Không thử làm sao mà biết được. Mọi người có thể viết nguyện vọng của mình lên trên thẻ này. Cứ viết tùy ý nha. Cũng được. Tôi chắc chắn là tất cả chúng ta hôm nay, điều ước của bạn sẽ được. Đương nhiên, trừ chuyện phạm pháp ra,
được chứ? Dạ. Chỉ cần là chuyện có thể làm được ở trên con thuyền này, anh ấy lấy danh nghĩa của thuyền trưởng đảm bảo nguyện vọng của bạn nhất định sẽ được thực hiện. Đương nhiên là ngoại trừ chuyện phạm pháp ra, thưa quý vị. Để coi ai là người chiến thắng hôm nay. Tôi lấy được tấm thẻ, sau đó sẽ mở nó ra. Người chiến thắng tối nay là khu vực A, bàn số 8. Người may mắn chính là khu vực A, bàn số 8. Chúc mừng. May mắn quá. Tôi phải nói rằng nguyện vọng của tấm thẻ này tốt nhất nên để cho quý ông này tự đọc lên, được chứ? Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng. Nguyện vọng của tấm thẻ này tốt nhất nên do quý ông này tự đọc lên. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng nào. Được đó. Xin chúc mừng anh. Tôi rất may mắn. Đúng vậy, đúng vậy. Vào lúc này, nguyện vọng duy nhất vào buổi tối ngày hôm nay đó chính là tôi mong cô Dương Mạn Ni hát một bài cho tôi nghe. Xin mời hát đi. Quý cô, được chứ? Cô Dương Mạn Ni, cô có sẵn lòng thực hiện không? Cô có thể không? Xin mời. Mời mời, xin mời. Xin mời. Mời cô. Xin mời. Xin mời cô. Hát đi. Cô muốn hát bài gì thưa cô? Thế giới đẹp đẽ biết bao. À, dạ được. Được không? À, cảm ơn anh. Em vẫn luôn mơ mộng. Bước đi trên con đường ấm áp và ôn hòa. Bầu trời vì sự gặp gỡ của chúng ta mà trở nên trong xanh. Không có người nào khác, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Em vẫn luôn mơ mộng về thế giới này. Bước đi trên con đường ấm áp và ôn hòa. Bầu trời vì sự gặp gỡ của chúng ta mà trở nên trong xanh. Không có người nào khác, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Em vẫn luôn mơ mộng về thế giới thật này. Tôi muốn xuống thuyền. Tôi có cảm giác mọi người các người đều đang cười tôi. Không tới mức đó chứ. Bọn họ không phải đang cười cô đâu, mà là đang cảm ơn rượu của cô đó. Không phải như vậy đâu. Lần đầu tiên tôi biết là ca hát không nhờ vào giọng mà là nhờ vào lòng can đảm. Thật đó, cả đời này tôi sẽ không quên bài hát đó. Sao lại đột nhiên rút trúng anh vậy? Thuyền trưởng cũng nhận hối lộ sao? Cô nghĩ là tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề sao? Nguyện vọng là phải nhờ vào sự chân thành mới linh nghiệm. Trong 3 phút lúc nãy, tôi có thể nhìn cô mà không che giấu tình cảm. Chính là Thượng Đế đã nghe được tiếng lòng của tôi. Tôi có hơi say sóng, tôi thấy không thoải mái, tôi về nha. Tới đây. Thầy Trần à? Dạ chào chị Trần. Dạ, xin mời vào. Dạ.
Dạ dai, thầy Trần tới rồi nè. Thầy cứ tự nhiên ngồi nha. Dạ cảm ơn chị. Nào. Dạ đây, mời uống trà. Dạ cảm ơn chị. Không có gì. Thầy Trần à, thật là ngại quá, lại gây thêm phiền phức cho mọi người rồi. Hiểu Cần đang đánh răng, tôi không giữ hai người lại ăn sáng. Anh đưa cô ấy ra ngoài ăn gì đó ngon ngon rồi dỗ cô ấy đi ha. Chuyện này hơi khó. Bây giờ cô ấy nói mấy câu là đã nóng rồi. Đối với đứa bé, cô ấy không phải kiểu sao cũng được như anh nghĩ đâu. Cô ấy toàn tâm toàn ý, sẵn sàng làm một người mẹ. Nhưng mà đột nhiên mất đi đứa bé, anh có từng nghĩ tới là trong lòng cô ấy buồn thế nào không? Thật ra anh có hiểu vợ mình không? Bề ngoài cô ấy rất là vô tư, chuyện gì cũng không hề để bụng hết. Là vì cô ấy muốn tránh mâu thuẫn trực diện với anh. Nếu như anh thật sự nghĩ cô ấy không để tâm, vậy là bắt nạt cô ấy rồi. Cố Dai à, nếu nói bắt nạt thì hơi quá đáng. Vậy cô coi hai chúng tôi cãi nhau đánh nhau bao nhiêu lần rồi. Thật ra giữa vợ chồng với nhau 80% là những ngày tháng bình thường, chỉ có 20% là thăng trầm bất ổn. Nếu như vượt qua 20% này là có thể dung hòa những thứ không như ý kia. Nếu mà không vượt qua được thì rất khó cứu vãn tình cảm đó. Anh thấy sao? Phải. Hiểu Cần, thầy Trần biết cậu ở đây nên mới sáng sớm tới đón cậu về rồi nè. Đi cùng anh ấy đi. Hiểu Cần à, đi thôi. Anh đưa em đi kiếm gì đó ăn sáng nha. Đi đi. Làm phiền cô quá. Mau thay giày đi, anh có đem cho em nè. Dạ cảm ơn. Anh có biết em thích ăn gì không? Khẩu vị khác nhau không có nghĩa là không biết. Hôm qua là anh đã không đúng. Anh nhận lỗi với em. Anh xin lỗi em nha. Được không? Anh không nên nói mẹ em như vậy. Người lớn tới giúp đỡ cũng là có ý tốt lại còn vất vả. Anh cũng không nên bỏ ngày nghỉ mà tới cơ quan làm để mình em ở nhà như vậy. Hai chúng ta kết hôn cho tới bây giờ cũng không trải qua sóng gió gì lớn lao. Bình thường hoài quen rồi, hơn một tháng nay lại xảy ra quá nhiều chuyện. Chúng ta quả thật thấy mờ mịt quá. Rồi đột nhiên sắp có một đứa con, rồi lại đột nhiên bị mất. Bao nhiêu là tâm trạng chồng chất lên nhau. Hai người chúng ta cũng đều cố chấp. Anh cảm thấy là hai ngày nay em ở nhà không có đi đâu được. Em mới hiểu ra rằng đứa con không phải là vấn đề. Đứa con chỉ khiến em phát hiện ra vấn đề thôi. Hai chúng ta nói chuyện với nhau quá ít ỏi. Nhà chúng ta cũng không có mục tiêu gì hết. Em đã nghĩ lại rồi. Xét từ phía em mà nói, em không có kế hoạch gì hết. Trong công việc
Em không biết từ chối, cũng không tích cực, cứ an phận với lượng công việc và tiền lương hiện tại. Trong cuộc sống thì mẹ em nói con gái chỉ cần lấy chồng rồi thì sẽ sống cuộc sống bình thường. Em tưởng mình đã đạt tiêu chuẩn rồi. Còn đứa con, anh nói bỏ là bỏ thôi. Nhưng nếu đã có rồi thì người ta sinh được thì em cũng sinh được. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì có chuyện nào mà em thật lòng muốn làm cho được và cố gắng giành lấy không? Không hề có. Anh có không? Có lẽ là anh có, nhưng chưa bao giờ anh nói với em. Trước kia chúng ta hẹn hò, với lại lúc mới kết hôn, chúng ta ăn cơm đều ngồi cùng một bên cả. Chúng ta hận không thể len lén để tay ở dưới gầm bàn để mà nắm tay nhau. Nhưng bắt đầu từ khi nào anh đã ngồi phía đối diện rồi? Gọi món, lên món, sau đó thì ăn với tốc độ nhanh nhất, cùng lắm là nhận xét về độ mặn lạt của món ăn thôi. Anh thấy ký ức của em có lẽ đã có sai lệch mất rồi. Trước đây chúng ta khi đi ăn đúng là ngồi một bên. Sau đó không phải có một lần chúng ta tới một nhà hàng rất nổi tiếng, lại đông người quá, em không muốn ghép bàn với người khác nên mới kêu anh qua ngồi đối diện sao? Giống như hôm đó em hỏi anh tại sao lại giặt riêng quần áo của anh. Đó không phải là vì mấy năm trước anh giặt hư mất hai bộ tơ tằm thật của em. Em kêu anh đừng đụng vào nữa. Thôi đi, coi như em chưa nói gì đi ha. Chúng ta đừng gây nhau nữa, có được không? Cẩn thận đừng để chân ngựa dậm trúng nha con. Sao không hả? Cái dòng bị hư mất rồi. Dòng của chị là mua ở tiệm đồ cũ đúng không hả? Trước giờ làm mẹ kế chính là khó nhất. Tôi thật sự hết chịu nổi rồi. Tôi cứ tưởng là tôi có thể làm được, nhưng mà chuyện này khó hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi không dám nói, tôi không dám đánh. Tôi sợ bị trầy chút ở mặt, người ta sẽ nói là mẹ kế ngược đãi con. Tôi làm còn chưa đủ sao? Dù mưa gió thế nào, nó học gì tôi cũng đều ở bên cạnh nó, nhưng nó cứ coi tôi là kẻ thù vậy. Tôi ở nhà còn chẳng bằng người giúp việc. Nhưng chồng tôi cứ thấy tôi có vấn đề, cảm thấy tôi không hiểu chuyện, tới đứa nhỏ cũng không quản được nữa. Tôi quản nó nổi sao chứ? Cuối cùng thì nó vẫn coi thường tôi vì cái nhà này. Tôi không đóng phim nữa, cũng không có phí sinh hoạt. Mỗi ngày tôi xin phí sinh hoạt cứ như ăn mày vậy đó. Phải, tôi mua hàng second hand. Tôi không mua mà được sao? Tôi không mua thì còn sống nổi với hội phu nhân không? Nếu như chị chưa từng làm mẹ thì chị đừng giả vờ làm mẹ. Là ý gì đây? Thật ra thì bọn trẻ vốn dĩ rất thông minh,
nó có thể cảm nhận được rất rõ chị có thật lòng thích nó hay là không. Cho dù là chị vui hay là không vui, thì chị có thể bộc lộ tâm trạng chân thật của mình một cách thích hợp. Bọn trẻ đều có thể cảm nhận được. Vậy thì nó mới có thể buông bỏ sự phòng bị. Thực ra đứa bé biết rất rõ là mẹ của nó không còn nữa. Không ai có thể thay thế vị trí đó được. Nếu như chị muốn thay thế vị trí đó, nó nhất định sẽ coi chị là kẻ địch giả tưởng. Chỉ bằng chị thử làm bạn bè của nó đi. Có tác dụng không? Không thử sao biết được. Tóm lại thì cũng sẽ không tệ hơn bây giờ. Cô đưa con tới trường đua ngựa này, lại luôn muốn lấy lòng tôi. Con muốn làm gì? Tôi mong rằng vụ đấu thầu pháo hoa cho khu vui chơi của chồng chị có thể cân nhắc bên tôi. Cô đúng là gan lắm đó. Ngày mai thuyền cập bến, cô sẽ đi đâu? Về Thượng Hải. Tôi sẽ tới Ireland. Có muốn đi ngắm cực quang cùng với tôi không? Tôi còn phải về đi làm nữa. Vé máy bay, khách sạn đều đã có sẵn. Thực sự không nghĩ lại sao? Vậy có khi nào nhiều năm sau, Dương Mạn Ni sẽ kể lại cho người khác, vào lúc đó không cùng người đàn ông kia xuống thuyền, để coi thử có chuyện cổ tích hay không. Có khi là một cuộc sống khác hẳn. Như vậy sẽ là tốt hay là xấu đi? Không đi cùng tôi cũng tốt, nhưng mà tốt theo cách khác. Hôm nay tôi cảm thấy cô hơi khác. Có thể dáng vẻ hôm nay của tôi mới là dáng vẻ ngày thường của tôi. Cũng giống như anh nói vậy, tôi không phải là người của khoang này. Tiền mua khoang xịn hơn đều phải dùng thẻ tín dụng và trả theo từng đợt. Cho nên tôi tự nói với chính mình rằng mấy hôm nay cứ thư giãn cho thoải mái, tận hưởng cho đã, cứ coi như đang nằm mơ vậy thôi. Nhưng thuyền sắp cập bến rồi thì nên tỉnh lại vậy. Nên trở về với cuộc sống của mình rồi. Vậy chúng ta liên lạc qua mạng xã hội, để tôi có thể sau này còn tìm được cô. Hôm đó tôi nghe được thuyền trưởng có nói một câu: tất cả mọi thứ xảy ra trên thuyền đều không nên mang theo xuống thuyền. Dù sao cũng không mang đi được, chi bằng cứ để lại đi. Tôi nghe hơi tổn thương đó, nhưng mà khó quên. Không thích nói tạm biệt. Vậy thì từ biệt nha. Man.
tới đây. À, chị chủ nhà, sao chị tới bất ngờ vậy? Gì chứ, bất ngờ cái gì? Hai bữa trước tôi gửi tin nhắn cho cô, đã nói trước rồi mà. Nói là tôi muốn tới coi nhà. Tôi còn thấy lạ gì cô không trả lời tin nhắn tôi đó. Ủa, cô mới đi đâu về à? Tôi vừa đi chơi về thôi. Chắc tôi ở trên du thuyền sống không có tốt lắm, không nhận được tin nhắn của chị. Không sao không sao, dù sao tôi cũng tới rồi. Tôi nói thẳng với cô luôn nha. Tôi chuẩn bị bán căn nhà này. Con gái tôi sắp kết hôn rồi, cho nên tôi phải đổi căn to hơn, đúng không? Nhưng mà tôi vừa đóng tiền nhà cho chị mà. Vậy thì có gì đâu, tôi trả lại cho cô là xong rồi mà. Nè Tiểu Từ. Nè. Dạ. Nè, đây là khách thuê nhà của tôi. Đây là bên môi giới tôi thuê. Mấy ngày nay cậu ấy sẽ dẫn người tới coi nhà. Hai người để lại phương thức liên lạc với nhau đi, tới lúc đó có thể tự hẹn với nhau, được chứ? Được. Vậy em kết bạn với chị nha. Được. Gấp như vậy sao chị? Kết hôn mà, đương nhiên phải gấp rồi. Bên này tôi phải bán đi thì bên kia mới mua được. Cố dài. Làm càng nhanh càng tốt chứ. Tôi nghe điện thoại cái đã. Được. Tiểu Từ, cứ coi tự nhiên. Alo. Cố dài à, sao vậy? Mấy hôm trước cậu ở trên thuyền nên mình chưa nói với cậu. Con có hiểu cần mất rồi. Hả? Không phải nói là đã quyết định giữ lại sao? Là hư thai. Cũng đã làm xong phẫu thuật rồi. Cậu mới về thì cứ nghỉ ngơi đi. Mình nghỉ. Đợi cậu nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ đi thăm cô ấy ha. Mình không cần nghỉ đâu, cậu mau gửi địa chỉ cho mình đi, mình tới gặp hai người. Lát nữa gặp nha. Hiểu Cần à. Ấy, con mèo thần tài này giống cậu quá. Mình cũng không biết Trần Dữ có ý gì nữa. Không cho mình nuôi mèo, nhưng mỗi lần đi công tác về là mang về một con. Thầy Trần nhà cậu còn không phải biết cậu thích mèo sao? Thì mình thích mèo thật mà. Mình mang nhiều quà cho cậu lắm, lấy cho cậu coi nha. Cái này là chân giò hun khói, ngon lắm đó nha. Còn nữa, còn giá cắm đèn cây nữa nè. Mạng đi, cậu chọn giá cắm này đẹp thật đó nha. Hiểu Cần à, trong nhà có đèn cây không? Mình thắp lên cho cậu ha. Không có. Hay là ba chúng ta cùng ra ngoài đi chơi đi. Dạo phố hả? Dạo phố được đó. Không có sức. Dạo phố sẽ mệt đó. Hay là chúng ta tìm chỗ nào ngon ngon, ăn một bữa cho đã, sau đó chọn một bộ phim hài coi, có được không? Kế hoạch này nghe cũng được lắm đó. Thôi đi, chán lắm. Mình nghĩ ra một nơi này vừa vui vừa thú vị lắm nè. Để mình mua vé máy bay. Xin chào. Xin chào, mời vào. Tử Ngôn à, ông ngoại tới rồi nè. Tử Ngôn. Ông ngoại. Sao hôm nay con không đi nhà trẻ vậy? Ông ngoại còn định đi đón con đó. Hôm nay con đi chích ngừa đó, con bị sốt. Mẹ nói hôm nay con không cần đi nhà trẻ. Có đỡ chưa con? Dạ con đỡ rồi. Con coi ông ngoại mua gì cho con nè. Nào nè, cái này coi là gì? Mấy con sóc dạ, ha. Dạ ba con sóc. Ba con sóc ha. Ông ngoại tốn nhiều tiền mua cho con đó. Bên trong có nhiều thứ ngon lắm đó, con có biết không? Có xoài sấy mà con thích ăn không ông? Chắc là có đó. Có bánh quẩy mà con thích ăn không? Chắc cũng có luôn, con còn muốn ăn gì? Vậy có sơn trà mà con thích ăn không? Nè nè, con mở ra coi thử đi. Nào, chúng ta mở ra coi nè. Nè, nè. Nào, chúng ta bắt đầu học. Bây giờ, trước khi vào buổi học, chúng ta điểm danh một chút. Có lẽ là lần điểm danh cuối cùng của lớp này rồi. Lương Sản. Có. La Diễm. Có. Như Hiểu Quang. Có. Như Mặc. Có. Trần Khoa Vũ. Nè. Có. Tiết này đông quá à. Lý Nguyệt. Có.
Trần Lâm Lâm. Có. Ừ. Dương Yến Ni. Có. Sao lớp này lại có hai Dương Yến Ni vậy? Yến Ni. Hả? Sao lại tôi giống tên mình vậy? Tôi thấy có mấy bạn đang nghịch điện thoại. Các bạn tạm thời cất điện thoại đi. Vậy thì tiếp theo đây, nội dung mà chúng ta sắp học vô cùng quan trọng. Mọi người đều biết đó, đây là lớp tốt nghiệp. Tiếp theo đây, tôi sẽ gọi tên. Bạn nào được tôi gọi tên thì chúc mừng các bạn. Luận văn của các bạn đã được thông qua sơ bộ rồi. Ai không được tôi gọi tên cũng đừng lo lắng, tôi sẽ cho các bạn thời gian trong vòng một tuần lễ để chỉnh sửa. Xin lỗi nha. Bản sửa lại được thông qua, chúng ta sẽ chọn thời gian khác để tiến hành chia nhóm để bảo vệ luận văn. Sao lại như vậy chứ? Tất cả hiểu chưa? Lẽ nào cất công tới coi cậu bảo vệ luận văn sao? Không thể nào đâu. Nhưng cũng không chắc. Giờ chị sản nổi rồi. Thế hệ 10X đúng là khác hẳn nha. Ê, các cậu coi, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đằng trước đi. Lúc nãy mình nhìn mặt cô ấy, thấy cô ấy trang điểm tỉ mỉ như búp bê vậy đó. Tôi còn tưởng là streamer nào nữa chứ. Với lại sắp phải bảo vệ luận văn rồi, còn không lo sợ mà đi dặm lại phấn nữa. Ngưỡng mộ ghê. Xuất sắc. Có điều mấy cô gái khác cũng ra dáng sinh viên lắm đó. Mấy cậu học hỏi lương sản kìa. Luận văn còn chưa biết thế nào mà còn có thể thông thả nhàn nhã vậy, còn dặm phấn nữa. Lương sản, cậu không hồi hộp sao? Hồi hộp hả? Mình càng hồi hộp về buổi chụp hình hôm sinh nhật cậu hơn đó. Ôi trời, cậu đừng nói nữa. Vừa nghĩ tới là già thêm một tuổi là mình thấy tuyệt vọng rồi đó. Có tới mức đó không? Cậu mới 22 tuổi. Vậy cậu nói những người phía sau cỡ 25-30 tuổi còn sống được nữa không? Lẽ nào các cậu chưa nghe bao giờ sao? Ừ. Khuôn mặt của con người khi qua tuổi 25 thì sẽ giống như trượt dốc khi ngồi tồi lượng siêu tốc vậy. Bây giờ mình phải tốn cái đống tiền để dưỡng da đó. Nếu thành bà cô 30 tuổi thì phải làm sao đây? 30 tuổi sao trở thành bà cô già rồi? Người đã kết hôn và có con như mình, trong mắt tụi nó chẳng phải chính là bà cô sao? Ôi. Lúc mình mới 22 tuổi thì cũng suốt ngày muốn mua cả bộ dưỡng da luôn, càng đắt càng tốt. Nhưng mà tới 30 tuổi mình mới phát hiện tình yêu mới là mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất cho phụ nữ. Mặt mình thì không quan trọng, mình chỉ sợ tới 30 tuổi ba mẹ hối mình kết hôn sinh con. Đáng sợ quá. Không được, không được, không được. Mình vốn có thể lấy tổng tài bá đạo, sinh con làm bà nội trợ, nhà cao cửa rộng. Tất cả tan biến rồi. Là một bà nội trợ. Nó tưởng là một bà nội trợ là suốt ngày uống trà, cắm quan nói chuyện sao? Giỏi thì cứ có con thử đi. Cả ngày làm việc như điệp viên 007. Đi vệ sinh cũng phải xếp vào thời gian biểu nữa. Mình chỉ sợ sau khi biến thành nô lệ của xã hội, không còn thời gian chơi game nữa. Cậu làm sao vậy? Nỗi lo của cô gái này giống y hệt Trần Dữ. Anh ấy chỉ hận không thể ngủ luôn trong phòng nuôi cá đó. Chúng ta tiếp tục. Có chuyện gì đó? Nói mấy bạn phía cuối đó. Ba bạn ngồi phía cuối. Hình như các bạn không phải ở học viện này hả? Dạ xin lỗi. Đi thôi. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Thông báo danh sách. Nè cố lên. Nhanh lên. Ăn cây kem rồi nghĩ lại. Hình như hồi chúng ta 20 tuổi cũng cảm thấy những chuyện đó đều lớn lao. Hai cậu có biết nguyện vọng lớn nhất hồi 20 tuổi của mình là gì không? Chính là ngày nào đó bỗng dưng tỉnh dậy mở mắt ra, phát hiện mình đã 30 tuổi rồi. Thật hay giả vậy? Thật đó. Hồi 20 tuổi mình đâu có sợ già đâu. Trong tiểu thuyết không phải có viết vậy sao? Phụ nữ sau khi tới tuổi 30 thì sẽ trở nên độc lập về kinh tế và con người. Biết ăn diện có thú vui, nghĩ tới là thấy vô cùng tốt đẹp rồi. Cho nên đoạn trước tiểu thuyết mới có thêm một câu: nếu có sự trùng lập, đều là hư cấu. Bây giờ nghĩ lại, so sánh với đám trẻ trong lớp học mới phát hiện ra, thật sự bản chất của cuộc sống chính là sao ngàn khó khăn lại vạn gian nan. Sao mình lại cảm thấy đi nghe tiết học rất là đáng giá? Người vừa rồi các cậu mắng không phải chính là bản thân của 10 năm trước sao? Vậy thì đợi tới lúc chúng ta 40 tuổi, liệu có cảm thấy rằng mọi thứ của hiện tại cũng chỉ là của 30 tuổi mà thôi?
Được rồi, vậy thì cứ đợi mà coi đi. Cũng không có gì ghê gớm hết. Ba, hôm qua ba tới sao không ăn cơm rồi hẳn đi? Ăn cơm gì chứ? Cứ như là đi ăn chùa vậy. Đợi con về con làm món ba thích ha. Mai ba lại tới nữa đi. Thôi khỏi, ba biết con đang ổn rồi. Ba xuất hiện chủ yếu chỉ để chứng minh ba cũng ổn thôi. Đỡ mất công con lo nghĩ linh tinh. Chăm sóc tử ngôn cho tốt. Cúp máy đây. Hôm nay con ở nhà có ngoan không? Dạ ngoan. À, ngoan hả? Ý, tháp này là gì vậy con? À, chị, cuối cùng chị cũng về rồi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi mà chị. Không có ý đồ gì xấu hết trơn á. Trước đó hẹn chị coi nhà thì chị không cho. Em chỉ có thể để chị ở đây thôi. Hơn nữa chủ nhà đã ủy thác cho em, em phải dẫn người tới coi. Người dẫn tới càng nhiều thì càng dễ bán được nhà. Hơn nữa sau này chuyện coi nhà thì vẫn mong chị hỗ trợ. Nhưng tôi cũng cần làm việc, cũng cần nghỉ ngơi mà. À, dạ phải. Em vô cùng hiểu cho chị mà. Em thì tuy là làm nghề này, nhưng mà em ở trong thành phố cũng không có căn nhà nào của riêng mình hết. Hơn nữa em biết rằng Cái này người đi thuê nhà sợ nhất chính là chủ nhà bán nhà. Chỉ có quyền lợi của chị có thể không hỗ trợ bọn em coi nhà. Nhưng mà chủ nhà người ta cũng nói rồi, chỉ cần là chị gật đầu sẽ trả thêm một tháng tiền thuê nhà cho chị. Chị à, chị coi, căn nhà này á sớm muộn cũng bán đi mà. Sớm muộn gì á chị cũng phải chuyển đi thôi. Sao chị phải tốn thời gian mà khó chịu với tiền bạc như vậy? Hả? Huống hồ gì, hiện bây giờ tình hình thuê nhà thì mỗi một tháng mỗi giá khác nhau. Cuối cùng thì người chịu thiệt chỉ có thể là nhóm người yếu thế chúng ta thôi mà. Không có nhà chính là nhóm người yếu thế, đúng không? Không phải, nhóm người yếu thế chỉ là ví dụ để đối chiếu mà thôi. Em chắc chắn không so được với chị rồi. Chị có thể thuê được nhà ở khu vực này, còn em thì chỉ có thể sống ở khu ngoại thành thôi. Trời, chị đừng có làm khó em nữa mà chị. Cứ gọi chị hoài vậy, biết ăn nói quá ha. Cậu năm nay bao nhiêu rồi? Em sinh năm 1996, chắc là chị không thể nhỏ hơn em được đâu ha. Tuần sau tôi nghỉ thứ ba và thứ bảy, một ngày chỉ tiếp một lần thôi. Thống nhất là sau 4 giờ chiều tăng ca, thời gian còn lại đừng làm phiền tôi. Dạ được, cảm ơn chị nha. Đem trái cây đi đi, tôi không ăn đâu. Đừng mà chị à, ăn nhiều trái cây tốt cho da lắm đó. Em để ở đây nha, em về trước đó. Sao bây giờ tăng lên dữ vậy ta? Kết luận thì vẫn khá là thường thấy, là do nhiễm sắc thể bất thường dẫn tới hư thai. Nhiễm sắc thể bất thường à? Có tới 50% trường hợp hư thai đều vì do nguyên nhân này mà ra. Cũng coi như là một kiểu tốt thì giữ, xấu thì bị loại. Phôi thai không tốt thì không thể tiếp tục phát triển được. Vậy là vấn đề của ai trong hai chúng tôi? Cái này không kiểm tra được đâu. Lý do gây ra nguyên nhân này thật ra có rất nhiều. Ví dụ như chất lượng trứng, tinh trùng không tốt, hoặc là do bức xạ, virus, thuốc đều có khả năng hết. Vậy sau này còn có con được không bác sĩ? Muốn thì sẽ có. Vậy nếu như chúng tôi vẫn muốn có con nữa thì bây giờ chúng tôi không cần làm gì hết sao? Lần này của hai người chỉ là ngoại ý muốn thôi. Không đi kiểm tra trước khi mang thai, tôi đề nghị hai người nên làm kiểm tra, nhất là người chồng đó. Có thể làm kiểm tra khả năng phát triển của tinh trùng trước. Em sao vậy? Em thấy bác sĩ nói đúng đó. Phải kiểm tra hả? Chắc chắn anh không có vấn đề mà. Nói suông không chứng cứ. Không phải chứ, em coi một nơi như vậy, làm sao anh có thể làm cho được? Thì lúc em nằm ở phòng phẫu thuật cũng cảm thấy cô độc không ai giúp mà. Em có thể chấp nhận cả đời này không có con, nhưng mà em không muốn lần sau lúc mang thai
lại không biết vì lý do gì mà không giữ được. Vậy em đợi anh một lát nha.